Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3, chiều nay, ngày 17 tháng 3, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone, Julius Maada Bio và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Sierra Leone từ Hà Nội đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đảm bảo an toàn an ninh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được tăng cường và siết chặt. Gần 15 giờ, chuyên cơ chở Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Sierra Leone đáp xuống sân bay. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng đã có mặt để đón đoàn Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio. Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và phu nhân sẽ thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 đến 20 tháng 3 với mục đích gặp gỡ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và thăm khu công nghệ cao thành phố. Chuyến thăm của Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước 24 tháng 6 1982, 24 tháng 6 2022. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam-Sierra Leone. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongpháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.